Một pha chọc khe rất tốt. Đưa bóng vào. Không có ai. Vẫn còn. Rất nguy hiểm. Như vậy tỷ số đã mở cho cao thủ Australia. Một pha băng lên của đội trưởng Scott Holloway. Pha dứt điểm của cầu thủ này là rất hoàn hảo. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Hàng phòng ngự của U19 Nhật Bản tưởng chừng như rất kín kẽ, nhưng bất ngờ đã bị sơ hở. Và Galloway đã băng lên rất nhanh. Một pha dứt điểm rất mẫu mực của Galloway. Từ tình huống khống chế cho đến dứt điểm của Galloway là rất gọn gàng và hoàn hảo. Phản công dành cho U19 Australia 3-3. Chọc khe vẫn còn. Cơ hội. Một pha tung người móc bóng của cầu thủ mang số 1 là Scarpetis, người đang thi đấu cho câu lạc bộ Stoke City tại giải Ngoại hạng Anh. Đáng tiếc là Scarpetis đã không thể thực hiện chính xác pha móc volley vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Hơn so với U19 Nhật Bản. Khá nguy hiểm. Đây có lẽ là cơ hội tốt nhất mà cầu thủ Nhật Bản đã tạo được ra cho tới thời điểm này. Một tình huống tấn công từ bên phía cánh phải. Bóng được căng ngang vào phía trong. Pha lấy bóng rất tốt. Cơ hội dành cho Nhật Bản. Đưa bóng sang. Không được. Sẽ có quả đá phạt góc. Vừa rồi thì cầu thủ Mao số 10 Stefan Ingomauk đã buộc phải phá bóng đi hết đến biên ngang. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Các hậu vệ của Australia trong tình huống này đã phong tỏa rất kín kẽ. Bóng vẫn trong chân cao thủ Nhật Bản. Cơ hội. Dứt điểm. Tỷ số là 1-0. Rất hay. Chỉ một thoáng sơ sẩy thôi là cao thủ Australia đã phải trả giá. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống này. Yamato đã thoát xuống rất nhanh. Cầu thủ này đã phá bẫy Việt vị thành công. Yamato đã đi qua cả thủ môn Thurtell.